Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với shop kênh trái Hoàng Long Garden. Thì vừa rồi mọi người vừa xem qua cây táo tàu của bên shop Hoàng Long Garden đang có. Và táo tàu hiện đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở website cayantrai.vn của Hoàng Long nha. Thì bây giờ em sẽ quay cây táo tàu này cho mọi người xem, và cũng như là chỉ cho mọi người cái cách mà để mình trồng một cây táo tàu làm sao cho nó thật là tốt và ra được nhiều trái nha. Và đây là cây táo tàu của chúng ta. Mọi người xem cây táo tàu nè. Ôi, chiều mưa rồi mọi người, tí nữa em quay lại sau nha. Bây giờ trời cũng hết mưa rồi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nói tới cây táo tàu nha. Thì cây táo tàu này là dòng cây ghép nha mọi người nè. Đối với cái cây ghép như vậy đó, thì nó đã được tầm gần 2 năm tuổi rồi đó. Và cây táo tàu này là thuộc dạng thân gỗ thẳng và tán lá nó sẽ mọc ra xum xuê. Tuổi thọ của cây táo tàu thì rất là cao, có thể lên tới vài chục năm luôn. Và cái trái táo tàu này á là nó sẽ dài dài nhỏ nhỏ cỡ như cái ngón tay của mình nè, nhưng mà ăn rất là ngọt luôn. Khi mà trái táo này nó chín đó, mọi người có thể sử dụng luôn cũng được, hoặc là mình phơi ra mình làm thuốc để mà mình sử dụng trong ẩm thực cũng được. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh cây táo tàu này cho mọi người xem nha. Nè mọi người xem cái gốc của cây táo tàu nè. Đó thì gốc này là gốc ghép nha. Nè, cái táo tàu này á thì đã được shop Hoàng Long dưỡng rất là lâu rồi, cho nên là mọi người xem nè, ở trong bầu nè, cái rễ của nó đã ra gần hết cả cái bầu luôn rồi. Đó, mọi người thấy không? Này, rễ của nó nè. Đó, thân cây và lá. Nè, mọi người xem cái lá táo tàu nè. Nó khác với lại cái lá táo ta rất là nhiều luôn. Cây táo tàu này là thuộc dạng cây ghép nha, cho nên là những cái cành mà ở dưới gốc táo dài nó mọc lên á thì mọi người cắt hết đi nha. Giống như là cái cây này nè, nè mọi người thấy không? Đó, tự nhiên ở dưới mắt ghép nó mọc lên một cành táo nè, thì mình sẽ cắt cái cành táo này đi nha. Thì lúc đó cái cây của mình á, nó mới phát triển tốt được nha mọi người. Để mà mình trồng được một cây táo tàu á thì rất là dễ luôn. Cây táo tàu này á, nó có thể thích nghi được với khí hậu nắng nóng cực kỳ tốt và hàng chịu hàng rất là tốt luôn. Đó, và mình cũng có thể trồng cái cây táo tàu này ở trong chậu được. Nhưng mà có một lưu ý mọi người là khi mà mọi người trồng cái cây táo tàu á thì mình phải chọn cái vị trí mà nó có thật là nhiều nắng. Đó, và đặc biệt nữa là không có được uống nước, thì lúc đó cái cây táo tàu mình á, nó mới phát triển khỏe mạnh và nó sẽ cho ra trái rất là nhiều được. Như cái cây táo tàu của bên shop Hoàng Long Garden đang có nè, là cây này nó đã ra được 2 đợt trái rồi nha. Và để mà cái cây táo tàu nó ra trái á, thì mọi người có thể xử lý nó bằng cách là mình xiết nước nó, không có tưới cho nó để cho nó rụng bớt lá đi. Đó, hoặc là mình cũng có thể là mình bứt hết đọt của nó đi. Đó, thì lúc đó mình tưới lại á là cái cây táo tàu này nó sẽ bung đọt non ra, và lúc đó nó sẽ đậu hoa và ra trái rất là dễ, đúng không mọi người? Đây là những cây táo tàu của bên shop Hoàng Long Garden nè, mọi người thấy có nhiều không ạ?
Nếu mà mọi người yêu thích những cây táo tàu này của bên Shop Hoàng Long Garden á thì mời mọi người hãy ghé qua địa chỉ 203 Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để mà mình tìm hiểu thêm về những cây táo tàu này nha. Hoặc là mình cũng có thể truy cập vào website cayantrai.vn để biết thêm thông tin về những cây táo tàu này cũng như là nhiều dòng sản phẩm khác của bên Shop Hoàng Long Garden đang có. Cảm ơn mọi người đã đón xem video và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo.